con muốn nói cái gì? Nếu mà con là ba, con sẽ cho Út An biết sự thật. Út An lớn rồi ba, con nghĩ là Út An cần phải biết rõ Út An không phải là con ruột của má. Trời, con cái nhà ai mà đêm mưa gió dày bỏ trước hiên nhà mình vậy trời? Nín, ngoan ngoan, cô thương nha, cô thương nha. Má ơi, em bé khóc nhè. Con lạnh lắm đúng không? Thương nha, ngoan ngoan, cô thương nha. Đây là ai vậy má? Má cũng không biết nữa. Chắc là có ai đó không nuôi được, bỏ trước hiên nhà mình. Em bé tội nghiệp quá à má. Con có muốn vô nhà ở với cô và anh không? Em bé cười kìa má. Vậy thì bây giờ con vô nhà ở với cô và anh nha. Rồi mình cùng đợi ba mẹ tới đón nha. Đi con. Đi vô. Con ngoan, nằm đây với anh Tâm nha. Con thấy em bé có dễ thương không? Ừ. Tại sao con biết chuyện này? Lúc đó con cũng đã hơn 3 tuổi rồi. Con còn nhớ rất rõ. Là ba chăm thằng Tâm, giùm cho má nữa. Ba cứ luôn nghĩ, lúc đó con còn nhỏ, con không biết cái gì hết. Con không thấy con hỏi, cho nên ba tưởng... Má đã dặn con, dặn đi dặn lại, là không được nói chuyện này với bất kỳ ai. Không ngờ con vẫn còn nhớ đêm đó. Đúng là một đêm định mệnh. Thì ra mình không phải con nhà này, nên họ mới đối xử với mình như vậy. Khát máu tanh lòng là vậy sao? Em à, em có sao không? Nghe điện thoại của em là anh chạy tới đây liền. An à, em sao vậy? Em sao vậy, nói cho anh biết đi. Có phải là anh vẫn sẽ yêu em cho dù em có xuất thân như thế nào không? Em hỏi vậy? Anh chỉ cần trả lời cho em biết là có hay là không. Ừ, có chứ. Anh chỉ cần là em bi trang như những ngày vừa qua thôi. Anh chỉ yêu một cô An như vậy thôi.
Em à, em có chuyện gì á thì nói cho anh biết đi, đừng để anh lo nữa. Vậy mình hẹn hò đi. Em đồng ý. Muốn cho thằng Thắng nó sửa sai, cho nên bà mới giấu con. Với bà, con còn hơn con gái của bà nữa. Bởi vì bà đâu có nỡ nhìn con khổ sở. Thật ra thì thằng Thắng nó bị con kia lừa cho vô chồng thôi, rồi tống tiền nó. Bây giờ bà đừng nói chuyện đó nữa được không ba? Trước giờ bà ít khi nói chuyện dài dòng với con. Một phần bà thấy con sang trọng, ít nói. Còn ba thì quê mùa cục mịch, cho nên bà thấy ngại lắm. Tuy con không chê, nhưng bà tự biết. Làm cha mà không giúp được gì cho các con, bà thấy vô dụng quá. Nhưng hôm nay bà không định khuyên con quay lại với thằng Thắng. Bà biết chuyện của thằng Thắng không thể nào tha thứ được. Bà chỉ muốn nói với con một điều: dù hai đứa có ly hôn,